tại sao không nói riêng, tại sao tôi không nói riêng mà tôi lên livestream tôi nói, tôi lên trên mạng tôi nói. Các bạn hỏi câu đó rất, các bạn luôn nói là tôi phải, không phải tại sao không nói riêng và tại và phải nói riêng. Thì các bạn, tại sao các bạn không nghĩ tại sao cùng một team mà người ta không nói cho tôi biết, để cho tôi không biết gì hết? Các bạn tại sao? Tại vì các bạn không nghĩ cho tôi, các bạn đang là fan của người ta nên các bạn mới nghĩ cho người ta. Hiểu không? Và chẳng những, thứ nhất là cùng một team với nhau, nếu mà làm những cái gì mà liên quan tới, nếu dụ dụ làm riêng đi, làm riêng không có liên quan tới Loan, kể cả anh Vũ Luân á, anh làm gì liên quan tới Loan, anh còn hỏi ý kiến mọi người mà. Anh Vũ Luân á, mọi người không biết đâu, anh Vũ Luân là anh hai trong nhà mọi người. Anh làm tất cả, nói chung là nói cái gì, tại vì mọi người không phải là người trong cuộc, mọi người không hiểu. Có những việc mà anh nói, những cái việc mà liên quan tới Loan á, là anh sẽ gọi điện thoại, Phương Lê ơi, cái việc này nó liên quan tới Loan nè, em thấy làm sao, làm cái này nói cái kia là vậy này là thấy làm sao đó. Làm cái gì mà liên quan tới Loan là anh Vũ Luân đều hỏi, chưa bao giờ anh Vũ Luân làm một mình âm thầm, mặc dù là anh Vũ Luân là người không cần phải hỏi tụi tôi nữa, nếu anh không hỏi tụi tôi cũng được. Tại sao? Tại vì anh là anh hai ta trong nhà. Tại anh hỏi là sao, anh hỏi là anh nghĩ là mình còn cùng một team với nhau, là mình làm gì mình hỏi. Tại vì sao? Tại vì làm không nói, cái này không cần phải hỏi, cái này là không nói, cùng chim với nhau mà làm mà không nói. Ủa, người ta không nói với tôi, và khi mấy các bạn thấy buổi sáng là tôi đăng đúng không, buổi sáng là tôi có đăng, tôi đăng ngớ ngẩn, tôi đăng bị sực keo luôn, tôi đăng tôi không biết gì nên tôi mới đăng là tôi sắp chuẩn bị nói cho mọi người biết, thông báo cho mọi người biết. Xong cái tới trưa lại cái bắt đầu là tôi thấy cái chuyện nó vậy. Thật sự là tôi có gọi điện thoại cho bạn đi, tôi có gọi điện thoại cho bạn đi, tôi hỏi đó chứ. Xong rồi tôi có đăng lên cái trang của tôi, tới giờ tôi vẫn còn, tôi bắt đầu là tôi thấy ở trên YouTube người ta gửi cho tôi, fan của tôi gửi nó chứ, chị Loan đang đóng phim, thì tôi có đăng lên là tôi nói là Loan đi với lại cũng đang làm cái đó là tôi không làm nữa, thì mọi người đều thấy tôi đăng. Nếu thật sự mọi người có một cái mà động thái là mọi người chỉ cần là ok nhắn, tại vì mọi người biết tụi tôi có điện thoại của nhau, tụi tôi gọi điện thoại cho nhau chí chế, mọi người lên livestream mọi người cũng thấy tụi tôi hay gọi video call cho nhau, nói chuyện với nhau chí chế. Không phải là tôi không gọi, tôi có gọi và tôi có đăng lên rõ ràng, ở trên đây còn có nè, còn nè. Nên mọi người đừng có vô nói trời ơi tại sao không đóng cửa lại, tại sao không nói ở bên trong, tại sao không đóng cửa lại, tại sao không nói bên trong. Cái đó thì mọi người phải đi qua bệnh, mọi người hỏi người ta tại sao. Và mọi người còn không biết, mọi người còn không biết cái vấn đề làm phim. Tôi nói mọi người nghe nè, mọi người phải gán chịu khó mà nghe, gán chịu hiểu cho nó đúng. Để chi? Để mình còn có kiến thức và mình còn có dạy con mình nữa. Một cái bộ phim ít nhất cũng 5 rưỡi nha, ít nhất cũng 5 rưỡi, thậm chí là bộ phim phải 2 năm. Tại vì khi mà mình lên kế hoạch nè, rồi đạo diễn nè, rồi biên kịch nè, đó cái câu chuyện viết ra nó rất là mất thời gian, tại viết xong phải trải chuốt, phải cho nó logic nữa, chứ không phải là in nguyên một cái câu chuyện cuộc đời của ai đó bỏ vô. Phải biên kịch, phải trải chuốt mọi thứ, rồi chưa kể là khi làm xong hậu kỳ đó nha, hậu kỳ rồi còn phải đem đi kiểm định, có nghĩa là mình phải xin phép á, mình phải cắt khúc này, mình phải cắt khúc kia, chứ không phải là làm phim không phải giống như quay YouTube
là làm xong quay hai bữa là quay xong. Và khi mà làm phim đó, ví dụ như diễn viên đi, những cái diễn viên mà kỳ cựu là biết là mình sẽ đóng cái bộ phim này, bộ phim lớn này, thì trong cái thời gian người ta đóng bộ phim lớn này thì người ta sẽ không bao giờ đóng những cái bộ phim nhỏ liên quan tới bộ phim lớn. Nha. Tại vì sao? Tại vì á, người ta phải giữ cái lửa. Người ta phải giữ cái lửa, cái mới. Cái việc đó là cái việc các bạn cần phải biết. Cái câu chuyện là một chuyện, cái câu chuyện mà nó bị trùng lặp dù ít dù nhiều. Và đặc biệt là khi một người mà một người mà quan trọng trong cái bộ phim đó, thì họ biết là họ sẽ chuẩn bị đóng một cái bộ phim lớn, thì không ai đi đóng một cái vai mà gần giống như vai mình hết. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến bộ phim lớn. Và ok, ảnh hưởng cũng không sao, ảnh hưởng cũng không có sao, nhưng thà nói một tiếng, nói một tiếng là sẽ làm cái này thì Phương Lê dừng lại đi, kêu Phương Lê dừng lại, như đó mới là thương Phương Lê, kêu Phương Lê dừng lại, kêu Phương Lê dừng lại, ừ thôi tôi đóng cái phim này rồi thì coi cân nhắc nha, kêu Phương Lê dừng lại. Chứ thật ra làm nó lỗ chứ chưa chắc lời gì đâu, chứ không phải nghĩ tới cái chuyện tiền bạc gì trong đây. Thùy gì đó, anh Thùy ơi, nếu mà thật sự nước sôi mà đổ chị á thì axit phải đổ vào mẹ của em, đúng không? Tại vì sao? Tại vì mẹ em sinh ra em, mẹ em sai, mẹ em bà phải đổ nước sôi vào chỗ đó của bà. Bà quá hối tiếc. Bên trang đừng vội gọi khen, mấy tháng anh lưng quá tính chị à, mà khen anh lưng quá. Trời ơi, biết anh Luân có mấy tháng sao khen anh Luân quá hả? Gì? Tại sao? Tại vì anh Luân xứng đáng để khen á. Hiểu không? Tại vì anh Luân, anh Luân á là xứng đáng để khen. Vậy được không? Vậy được rồi. Còn tại sao để khen á thì chắc là em hỏi Loan, em có thân với Loan không? Em hỏi Loan đi nha, em có thân với Loan thì em hỏi Loan tại sao. Chị chỉ bật mí cho em một điều thôi, nếu không có anh Luân thì bây giờ Loan vẫn còn ở dưới Cần Giờ hoặc là đang ở nhà trọ, chứ không phải ở nhà mặt tiền số 5, hiểu không? Vậy là được rồi, vậy là khen được rồi. Không có anh Luân thì Loan bây giờ là đang ở nhà trọ hoặc là nhà dưới, ở nhà chồng dưới Cần Giờ, chứ đâu có được ở, đâu có được làm bà chủ mà được đứng tên đứng ô đâu. Vậy mà cái người vậy mà không đáng khen, cái người vậy mình phải khen chứ. Trời ơi, nhìn xa trông rộng quá, quá quá trời có tâm, quá trời đà tốt. Trời ơi, một người anh nuôi, một người anh nuôi mà như vậy thì quá tuyệt vời. Thật sự là một cái người mà không, hơi bị hiếm. Trời ơi, như người ta Loan nó cũng có anh nuôi đó, Loan nó cũng có anh nuôi đó, cũng có con nuôi giống như anh Luân vậy đó. Chú Linh cũng có hai người con trai nuôi mà, đúng không? Thì có cái người kia đó, cái người kia với anh Luân là thấy khác biệt không? Nên vì vậy mà khen đâu có gì đâu sai.
Ba xoài tốt nhất. Trong tất nhiên rồi, là một người con nuôi mà, là một người con nuôi quá trách nhiệm. Chứ thật ra nếu mà mấy cái thằng con nuôi mà kiểu không có trách nhiệm đó, mọi người nó đâu có quan tâm, nó đâu có lo lắng cho thôi ổng mất rồi kệ nó đi, đúng không? Nhưng mà không phải đâu, anh Lương phải vậy đâu. Anh Lương ảnh lo, nhưng mà ảnh lo cái chiều sâu lắm mọi người. Ảnh lo cái chiều rất là sâu, ảnh muốn cái gì cũng tốt cho Loan chứ. Ảnh lo cái gì cũng chiều sâu, cái gì cũng tốt cho Loan, mà cái chiều sâu ảnh không có lo giống như mình mà lo ba hoa chích chè bên ngoài đâu. Mình là người ngoài, mình lo cái chuyện ba hoa chích chè bên ngoài thôi, nhưng mà anh Luân là anh lo cái chiều sâu, lo những cái mà đúng là một người, nghĩa là một người anh. Wow, mình rất là surprise, mình rất là ngạc nhiên luôn á. Má Thanh đúng nói chính phủ Lưng đã đánh đổi sự nghiệp để lên tiếng cho Hồng Loan lúc đầu, nếu sơ sẩy thì coi như sự nghiệp không còn đó. Chính má cũng nói mà, chính má Tư cũng nói câu đó mà. Nên á, mọi người biết không, cái lúc đầu mà anh Luân làm như vậy là giống như là anh Luân đã đánh đổi cái sự nghiệp của anh Luân luôn á. Nên á, cái chuyện mà Phương Lê khen anh Luân á, trời ơi, nếu mà có cái từ ngôn từ nào á, mà để khen anh Luân á, hơn cái đó nữa thì Phương Lê sẽ làm đó. Phương Lê không biết ngôn từ. Mọi người có cái từ nào khen anh Luân hay hay mọi người chỉ Phương Lê đi. Tốt xấu đâu cần phải có thật ra là không, còn bình tĩnh. Mỗi một người, mỗi một hai người con nuôi đó, là mỗi một người có một cái vai trò rất là quan trọng. Mọi người biết không, bình tĩnh nó nói một câu một thôi, là một một câu một thôi bằng 1.000 câu của người khác, để tha để đấu khẩu với người ta đó. Chứ thật ra bé Loan nó kiểu cái nó không thể nào đấu đấu khẩu lợi bên bên kia. Nếu không có Vũ Lưng bảo vệ, có nếu không có Vũ Lưng đứng ra bảo vệ và tiếng nói công tâm cho Loan thì sao Loan có ngày hôm nay? Đúng, bạn 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 em comment đúng đó. Nên Phương Lê mới thấy là Loan nó rất là may mắn khi có anh hai. Trời ơi mọi người ơi, một cái vai trò không phải là lo cho Loan trong cái thời điểm trước đây đã lo, đã đánh đổi sự nghiệp của mình, đúng không? Đánh đổi sự nghiệp của mình như má Tư đã từng nói là anh Luân phải đánh đổi, anh Luân rất mạo hiểm cho cái sự nghiệp để bảo vệ Loan, lên tiếng bảo vệ Loan, đứng về phía Loan tuyệt đối và kêu gọi bảo vệ Loan, và kể cả sau này nữa. Trời ơi, có một người anh hai đó mọi người, nó rất là tuyệt vời, nó rất là, nói chung á là bây giờ mình không còn cha mình là mình phải còn anh. Tại vì khi mình có anh hai mà anh hai giống như ông Luân á, anh hai mà còn ông hai giống như ông Luân nữa, lời nói của ông nói ra như đinh đóng cột, lời nói của ông nói ra nói có mẹ nói thì là sắt ra miếng. Và cái uy tín của ảnh từ xưa đến giờ ai cũng nể hết, mọi người ai cũng nể chứ. Cái uy tín, cái danh tiếng của ảnh á, nói tới ảnh cái là thôi là người ta tử tế lắm người ta. Nên nó nói cái lời mình có một người anh như vậy là quá tuyệt vời, thì cái tôi ganh tị luôn á. Tôi ganh tị luôn á. Ở đây người ta đang nói, người ta không có đào sâu đào ơ gì, người ta đang nói cái giá trị, hiểu không? Mình coi mà mình không có hiểu gì hết trơn trọi, mình coi mình phải hiểu cái giá trị, hiểu không? Người ta đang nói về giá trị của nhau, hiểu không? Tôi đâu có phải tôi khen tôi đâu, trời, tôi đâu có khen tôi đâu. Cái giá, tôi nói cho mấy bạn biết là cái giá trị từng người, cái giá trị của nhau. Trời ơi, có một người anh trai, trời ơi, nó có được một cái tinh thần nó rất là lớn,
có được một cái sự bảo vệ nó rất là bình an. Sớm muộn gì? Sớm muộn gì Phương Lê cũng chửi anh Lân hả? Vậy thì sao tự nhiên anh Lân lại thích chơi Phương Lê chi vậy? Bạn qua bạn nói với anh Lân đi. Nếu mà bạn nghĩ là sớm muộn gì anh Lân cũng bị Phương Lê chửi, bạn qua đâu nói anh Lân kia, Lân nghỉ chơi với Phương Lê đi. Anh Lân nghỉ chơi với Phương Lê đi. Lương không lương ủng hộ chị và an ủi chị, họ biết vì họ là người trong cuộc, họ biết. Thế giới này không ai tin tưởng Phương Lê trong cái chuyện, trong cái team Hồng Loan, cả thế giới không ai tin tưởng Phương Lê, không ai hiểu cho Phương Lê cũng được. Chỉ cần hai người, một là Bình Tinh, hai là anh Vũ Lưng hiểu cho Phương Lê